con nhỏ này. Nói mày không biết, mày không để ý hả mày? Hả mày? Đau. Đau cái gì mày đau? Nhìn cái mặt mày là tao thấy ghét rồi đó. Mày chả treo mày ý treo con cái mẹ mày vậy đó. Tao nói sao mày không nhìn mặt tao hả? Hả? Qua đây biểu. Trời ơi, tao kêu mày qua đi, qua đi mà mày chẳng chạm cái gì hả? Nhìn cái gì? Tao nói rồi nha, tao đánh mày mà mày về mày mét con cái mẹ mày, tay con cái gãi răng đi cho mày. Dạ. Mày nó không biết cái họng mày đâu, cái họng mày đâu. Họng nó lớn lên. Mày đau không? Tao nói một lần cuối cùng, tao không có cho mày mét mẹ mày nha chưa. Nè, mày... cô làm cái gì vậy? Hả? Ủa? Anh nói anh đi công tác rồi mà. Thì ra từ đó đến giờ con tôi bị mấy vết bầm này là do cô hả? Dạ. Dạ không phải đâu anh, tại chắc con bé nó. Cô còn chối nữa hả?